Lấy miếng bìa cứng hình chữ nhật, dán miếng nhựa trong suốt lên và chia thành các phần. Chúng mình có thể làm viền từ que gỗ. Mỗi môn có nơi học riêng. Vịt Daffy là giáo viên ở trường âm nhạc Looney. Anh chàng vội vã đi đâu đó với đống giấy tờ. Ô không, chú vịt va vào tấm bảng rồi làm rơi mọi thứ. Daffy nhặt lại tên các lớp học và vô tình xáo trộn chúng. Học sinh đang xem thời khóa biểu. Tiết đầu học thể dục. Lớp văn ở phòng chính. Vậy thì sao họ tới lớp được? Ngày đầu đi học thật thú vị. Chúc may mắn. Yeah, hôm nay em cần điều đó. Búp bê cũ này sắp sửa biến hình. Tạm biệt diện mạo cũ nha. Wow, gương mặt biến thành mặt nàng thỏ. Thêm đôi mắt xanh và mi. Cô nàng còn có chiếc răng dễ thương nữa. Ồ, tóc mái trông quen quen. Đồng phục đi học của cô nàng có chân váy caro. Các nếp gấp gấp gọn gàng. Và cô nàng mặc áo sơ mi trắng ở trên. Đo chiều dài bàn chân. Cho giấy mút kim tuyến ở trên. Thêm phụ kiện và xong rồi. Đi học vui vẻ nha bé thỏ. Tới giờ học bóng rổ rồi. Nàng thỏ tới hội trường và nghĩ rằng đang tới lớp học văn. Sao cậu không mặc đồ thể thao? À, mình tới lớp học văn mà hình như mình tới nhầm chỗ rồi. Không lẽ cậu định đọc thơ cho bọn mình nghe? Nếu cậu muốn. Rồi nàng thỏ đọc bài thơ thật hay và nhận được tràng pháo tay. Hoan hô! Cuối cùng cô nàng quyết định học thể thao. Cô bắt lấy bóng. Thật bất ngờ. Nàng thỏ cho bóng vào rổ ngay lần thử đầu tiên. Wow, cậu thấy gì không? Đó là may mắn của người mới bắt đầu. Búp bê cũ này cũng biến thành một bé thỏ nè. Có lông bồng bềnh trên mặt. Vẽ đôi mắt. Thêm nét lông mày. Đừng quên đôi tai và tóc mái nữa nha. Thỏ có thân màu xám. Đẹp lắm. Làm áo sơ mi. Xét đồ còn có quần nữa. Thêm hình in. Mang đôi vớ màu trắng. Thỏ bớt đem cho con trai chiếc áo khoác thể thao. Tự hào mặc nó nha. Cảm ơn ba. Nó tạo vẻ ngoài hoàn thiện hơn nè. Trong lúc đó, cô giáo băng Tritty đang giảng cho học sinh về tác giả nổi tiếng. Đột nhiên, một chàng trai cầm quả bóng bước vào phòng. Cậu định khoe kỹ năng ở đây à? Robbie đã chơi với bóng và cho mọi người thấy anh chàng có thể làm gì. Cả lớp yêu màn trình diễn này, nhưng đã tới giờ quay lại bài học rồi. Ngồi đi, chúng mình đưa sách cho cậu. Bắt đầu năm học mới lúc nào cũng lộn xộn. Làm ba lô cà rốt bằng giấy mút. Làm móc cài. Chóp màu xanh lá gắn với dây cột tóc. Dễ thương quá. Layla với em trai đang gấp rút tới trường. Này, em quên ba lô rồi phải không? Giờ em phải quay lại. Chị cứ đi tiếp, em sẽ đuổi theo. Robbie chạy về lấy ba lô. Layla tiếp tục đi. Nhưng có rất nhiều thứ thú vị để xem. Ồ, mình nên leo lên cây này để xem trường học còn bao xa. Ồ, còn xa quá. Mình sẽ bổ sung năng lượng bằng cách ăn củ cà rốt. Có rất nhiều trong ba lô của mình. Chú ngựa chạy tới khi nghe thấy âm thanh lạo xạo. Cậu muốn ăn nhẹ không? Lấy đi. Chờ đã, đừng ăn cái này. Đây là ba lô của mình. Xin lỗi nha, nó trông giống như củ cà rốt thật. Cậu muốn mình đưa cậu tới trường không? Có chứ, mình sắp trễ rồi. Và họ cùng nhau lao vào lớp. Tách đồ chuốt viết chì và sơn một nửa như quả bóng rổ. Thêm dây kéo như vậy. Cắt mặt sau và dây làm bằng giấy mút màu xanh lam. Đôi tai ở trên nè. Ba lô thể thao xinh xắn quá đi. Cùng trở lại lớp thể dục nha. Đồng đội của mình đâu rồi?
Ồ, lẽ ra mình nên rủ Layla. Robby thích bóng rổ, nhưng anh chàng tới trễ vì quên ba lô. Anh chạy tới lớp thể dục, bị té và... Đó là cú ném tuyệt vời. Này, cậu thậm chí không cần thử, cậu đã là cầu thủ bóng rổ thật thụ rồi. Sơn học cũ màu xanh dương và dán giấy in hình cửa lên. Mở ra. Tủ đồ có mặt ánh kim sáng bóng bên trong. Cách làm kệ ở bên trong nha. Thêm nhiều nhãn dán. Có quả bóng và sách trong đó nè. Chú thỏ đi tới tủ đồ của mình. Ướt, dơ quá. Ô không, mình bị vướng mạng nhện rồi. Ô, à, em lúc nào cũng vướng mua gì đó. Để chị gỡ ra cho em nha. Layla giúp gỡ mạng nhện và đưa sách cho cậu ấy. Cầm lấy. Cảm ơn chị, giờ em sạch sẽ rồi. Vậy thì tốt rồi, đi học thôi. Ai để lại mấy dấu chân này vậy? Cắt vài miếng làm đế, rồi xếp thành từng lớp nha. Dán lên giày. Đôi cánh giúp nhà vô địch của chúng mình bay lên đỉnh cao. Mấy miếng đệm giúp bảo vệ đầu ngón chân nè. Dây màu sáng và ngôi sao làm giày của Layla trở nên rất độc đáo. Giờ ra chơi, học sinh ra sân trường. Tụi mình nên làm gì đây? Mình không biết. Ồ, mình có dây nhảy nè. Cần một người chơi nữa. Layla, tới đây. Ồ, cha. Tuyệt quá đi. Tới cậu đó. Mình không giỏi trò này, nhưng để mình thử. Ước, nàng thỏ chơi thử và bị té. Giày của cô nàng bay ra. Giày này không thích hợp để nhảy rồi. Nên làm gì đây? Không thể tin được. Giày thể thao tuyệt hảo xuất hiện nè. Chetty luôn sẵn lòng giúp đỡ. Wow, với đôi giày này mình có thể làm mọi thứ. Layla quả thực chơi rất hay. Wow, cậu chỉ bọn mình với. Nhảy dây bằng đôi giày thể thao là thứ mà mình thích. Layla chơi với khẩu trang y tế, giống như chiếc dù vậy. Nó sẽ có ích. Cùng làm áo khoác cho cậu nha. Thêm tay áo, viền và cổ áo. Xong rồi. Mảnh nhựa trong suốt dùng làm mắt kính. Dây cao su làm cho kính chắc chắn hơn. Thử đi. Rất vừa vặn. Wow. Cậu cần mặc đồ bảo hộ khi làm việc trong phòng thí nghiệm. Robby tới phòng thí nghiệm hóa học. Nhìn những chất lỏng và thuốc thử khác nhau này. Nếu mình trộn lại thì sao? Để mình thử. Không có gì hết. Tốt hơn mình nên mặc áo khoác và đeo kính bảo hộ. Chú thỏ đổ hỗn hợp vào ống nghiệm. Bam! Vụ nổ. Ồ, mình trộn gì vậy? Nếu thêm giọt này nữa thì sao? Bọt bắt đầu trào ra. Tuyệt vời. Mình nên dọn dẹp rồi trốn khỏi đây thôi. Chúng mình có vài trang nhật ký ở đây nè. Xếp chúng thành một quyển. Thêm bìa màu hồng. Ổ khóa này to quá. Nhưng cái này thì vừa vặn nè. Trang trí hoa lên bìa. Bút màu vàng giúp bạn có cảm hứng cho các bài viết mới. Và chìa khóa để mở ra. Layla là nhà thơ trẻ. Cô nàng thích làm thơ khi rảnh. Bỗng nhiên điện thoại reo. Xin chào. Ồ, mình tới đây. Thật không hay khi để nhật ký của bạn sơ hở. Em của cô nàng muốn lẻn xem nhật ký của chị. Để xem chị ấy đang có bí mật gì muốn giấu. Trong lúc cậu đang cố mở khóa thì Layla trở vào. Chị biết mà. Trả lại đây, của chị mà. Tới đây lấy đi. Do đuổi theo, Layla nhanh chóng lấy lại được nhật ký. Robby không vui rồi. Được rồi, để chị đọc thơ chị sáng tác nha. Chị giỏi quá Layla, hoan hô. Wow, có rất nhiều hạt đầy màu sắc nè. Mình cần 3 hạt, xếp chồng thành cột. Sơn màu xanh lam và bạc.
có loa công suất lớn ở hai bên, thêm nút điều khiển. Xong rồi, học sinh đang thư giãn sau giờ học. Loa lớn tới mức bên ngoài có thể nghe thấy được nữa. Bữa tiệc trong hẻm đã thu hút sự chú ý của người lớn. Họ tự đem loa của mình tới. Nhưng chiếc loa phát ra âm thanh lạ, rồi có khói bốc ra. Ồ không, loa bị hư rồi. Không sao, để mình bật cái của mình. Yeah, bữa tiệc có thể tiếp tục.